Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, đường ngõ thực tế như trên ô tô. Căn nhà này có vỉa hè, đằng trước mặt là công viên, và với cái vị trí này thì có thể kinh doanh được nha mọi người. Và với cái vị trí này đi lại thì cực kỳ là gần, thuận tiện, gần với lại làng lụa Vạn Phúc, gần với phố lụa Vạn Phúc, gần với lại cầu Am, gần với lại trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, gần với lại trục đường mà của Lê Văn Lương kéo dài. Với cái thiết kế của cái ngôi nhà này ấy, thì hướng nhà là hướng Tây Nam, lô góc hai mặt thoáng, với cái mặt tiền hơn 9m, thiết kế ô tô có thể vào nhà, có thể kinh doanh được. Tầng 1 để thông sàn cho quý vị nếu như quý vị muốn kinh doanh hoặc quý vị để ô tô. Hướng nhà Tây Nam, thiết kế 5 tầng, diện tích thực tế trên sổ đỏ 38m2. Và ở đây thì xây dựng nó khoảng tầm 48m quý vị ạ. Đây, đường, ngõ, thực tế, ô tô, đỗ cửa, ô tô vào nhà, kinh doanh được. Mặt tiền 9m, hướng nhà là hướng Tây Nam. Vị trí thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này. Mặt tiền rộng như thế thì thiết kế ra sao với ngôi nhà 5 tầng mà nói rằng kinh doanh được. Sau đây mời mời theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế chỉn chu với lại cái căn nhà này, mặt tiền rộng cho nên thiết kế ở đây. Bên này là một lớp cửa cuốn, một cái cửa cuốn riêng. Bên này là một cửa xếp, bên kia là một cửa sổ, bên này là một cửa ngách. Trời ơi, một cái căn nhà mời cái phần mặt tiền mà 4 cái cửa lận mọi người ạ. Và với cái hiện trạng của cái ngôi nhà này thì cũng đang là vào nốt những cái phần hoàn thiện cuối cùng để có thể bàn giao nhà cho quý khách hàng. Hệ thống trần thạch cao thiết kế ở phía dưới tầng 1. Với cái ngôi nhà này thì mọi người yên tâm là nếu không phải xe ô tô, hai xe ô tô đường trước nhà tránh nhau thoải mái. Đó, hoàn thiện gần như là cũng cơ bản xong hết, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Thiết kế tầng 1 cho quý vị như vậy. Ở đây tầng 1 ngoài cái phần thiết kế thông sàn để ô tô hoặc để kinh doanh thì thiết kế cho mình một phòng khách, một tầng phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu mà xịt vòi rửa sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Đó, thiết kế rất là rộng, hợp lý, tay vịn cầu thang đi lên trên các tầng. Thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim, rất là chắc chắn. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Về cái hiện trạng ngôi nhà này nhá, Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người là vẫn còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa và dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên thì Ngọc Ánh cứ quay và gửi tới cho mọi người nhá. Còn quý vị muốn tham khảo, muốn nhìn ảnh sổ thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhá. Sau đây xin mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên tầng 2 thiết kế cho quý vị một không gian phòng bếp rất là rộng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Không gian phòng bếp đây, tủ bếp đây. Đó. Xung quanh bếp thì là ốp gạch bông, với cái tủ bếp này thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Cái gỗ này là gỗ lõi xanh cho nên cái độ bền của nó từ 10 đến 12 năm. Phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, kệ úp bát. Không gian bếp thì quá là, mọi người ơi, quá đẹp luôn, quá là chill luôn. Đây, cửa sổ thông thoáng mở ra. Đằng trước mặt là công viên, cây xanh rất là thoáng. Mặt bếp ốp đá granite và cái tông màu chủ đạo của cái không gian bếp này là cái tông màu ấm mọi người ạ. Vào trong không gian phòng này cảm giác rất là ấm cúng vào trong cái không gian phòng bếp. Ở đây thì quý vị có thể kê giúp cho Ngọc Anh đây một bộ bàn ăn vô cùng hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và đây là cái phần để tủ lạnh. Chủ nhà thiết kế như thế này là quý vị có thể thiết kế tối đa cho mình một cái tủ lạnh side by side ở đây, rất là hợp lý, đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Với cái tầng 1 để thông sàn, để xe ô tô hoặc kinh doanh rồi thì tầng 2 thiết kế phòng khách và phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh này ấy, thì thiết kế đầy đủ cho mình, sử dụng ở phía tầng 2 thôi, không có tắm mọi người nhá. Ở đây thì chỉ thiết kế là về lavabo cũng như là bồn cầu thôi. Và đây mới là không gian phòng khách mọi người ạ. Đây, không gian phòng khách của ngôi nhà. Đó, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Với cái căn nhà này ấy, thì cái màu sơn là màu trắng chủ đạo. Còn cái tông màu gỗ của ngôi nhà thì chủ đạo là màu vàng nhạt. Cảm giác từ phòng khách cho tới vào phòng bếp rất là ấm áp quý vị ơi. Đây,
kệ tivi, trang trí máy PVC. Đó, kệ đây. Đó, phần phòng khách trang trí rất hợp lý, trần phào thạch cao rất là đầy đủ. Phòng nào từ phòng bếp, phòng khách ở đây thì có cả ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài đây nữa mọi người ạ. Đó, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị. Thiết kế đầy đủ công năng và cái giá chào bán mà chủ nhà đang chào hiện tại nhờ nhà tốt bán đó là 7 tỷ 350 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này diện tích trên sổ đỏ 38m², tuy nhiên diện tích thực tế xây dựng được khoảng tầm 48m mọi người ạ. Có vỉa hè, có công viên, giao thông đi lại thuận tiện, vị trí gần như trung tâm của quận Hà Đông. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Tầng 1, tầng 2 thiết kế như thế thì tầng 3 thiết kế, tầng 4 thiết kế ra sao? Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 3. Phòng này cực kỳ là vuông vắn, thiết kế sàn gỗ cao cấp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên vào không gian phòng. Hướng nhà của căn nhà này là hướng Tây Nam. Đó, sàn gỗ công nghiệp, cửa thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Với một cái căn nhà giá bán như thế này thì thật sự với mọi người luôn là tất cả những cái chi tiết, những cái mà hoàn thiện lên vật liệu ngôi nhà đều toàn bộ là những cái chất lượng cao cấp. Đây là phòng ngủ đầu tiên rồi, mời theo em sang phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà đây, thiết kế với cái phòng ngủ thứ hai này đáp ứng cho quý mình. Ở đây thì chủ đầu tư có tặng luôn cho mình một cái không gian phòng tầng 2. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, giường, táp đầu giường, và ở đây là tủ quần áo. Đây, tối ưu cái không gian phòng của mọi người, không gian phòng ngủ. Nói chung là đấy, như cái màu gỗ Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, từ cái phần tủ bếp cho đến cái kệ tivi ở phía dưới tầng 2 cho tới lên trên đây, thì ở đây chủ nhà sử dụng đồng nhất một màu để tạo nên một cái gọi là dress code mọi người ạ. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 nó cùng một tông màu rất là đẹp, rất là sang. Đây, tủ quần áo, cửa cánh lùa để đáp ứng tối ưu cái không gian, cái diện tích sử dụng. Đó, rất là đẹp. Táp đầu giường, với cái giường ở đây trang trí luôn cho mình cái kệ. Đó, và với cái giường này thì là giường 1m8, 2m. Ngoài ra ở đây là một cái kệ nữa để ở trong phòng ngủ của mình, có thể là phòng làm việc, phòng học của các con luôn. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình nhá mọi người. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Đó, và với cái phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng, ở giữa tầng 3 thì sử dụng cho 2 phòng ngủ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3, còn một chút chút về cái phần hoàn thiện và lắp đặt nữa là xong hết. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo và gương tắm mọi người ạ, đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Đây là phần tầng 3 rồi, Ngọc Ánh xin mời người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 3. Như vậy, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà mỗi một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ rất là thoáng. Tất cả các phòng ngủ của căn nhà này đều được thiết kế sàn gỗ rất là hợp lý. Ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài cho quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Thực ra ấy, tất cả các căn nhà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đều cam kết 100% giá bán từ chủ đầu tư, sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép hợp lý. Bàn giao sang tên được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Giá bán thì tất cả các giá đều có thương lượng trực tiếp với chủ đầu tư nha mọi người, thuận mua vừa bán. Đấy, tất cả phòng ngủ, phòng nào cũng vuông vắn, phòng nào cũng rộng để dễ dàng kê đồ, giống như là ở phía tầng 3 ấy mọi người. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Thiết kế đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này, phòng nào, tầng nào cũng có phòng vệ sinh. Riêng trên phía tầng 5 thì thiết kế nó sẽ khác đi một chút. Mời người theo em lên khám phá
tầng 5 của ngôi nhà nhé. Bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Căn nhà này còn một chút về cái phần hoàn thiện ở trên tầng 5 nữa. Tuy nhiên thì có như thế nào thì Ngọc Ánh quay đúng theo hiện trạng tại thời điểm Ngọc Ánh đang quay cho quý vị thôi. Đây là phần để máy giặt, đây là giếng trời ánh sáng ngập tràn và đây là phần sân phơi. Từ vị trí căn nhà này quý vị có thể nhìn xung quanh rất là gần, gần với cầu đen, cầu trắng, xung quanh ngập tràn tiện ích. Nhìn ở đây thì nhìn thấy rất nhiều tòa chung cư cao cấp. Với cái căn nhà này có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là đằng trước nhà là có một cái công viên cây xanh rất là thoáng, rất là mát. Tiếp theo là đường ngõ thông thoáng. Tiếp theo nữa là căn nhà này ô tô vào nhà hoặc có thể kinh doanh. Kinh doanh ở đây thì thực tế luôn, không phải kinh doanh sầm uất theo kiểu mặt chợ, mặt đường hay là như thế nào đâu mọi người ạ. Kinh doanh ở đây quý vị có thể kinh doanh online thì khi mà xe tải hạ hàng, đỗ hàng thì rất là hợp lý. Hoặc là quý vị có thể kinh doanh văn phòng. Cái này thì tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi người. Giá bán 7 tỷ 350 triệu, thiết kế 5 tầng. Vị trí là thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.